So today's my second day in Vietnam. Yesterday we didn't really do too much. It's my first time there, so I want to like spend time to get to my family. And I didn't really feel comfortable holding the camera because like being on the back of the bike is like super scary. So that's my cousin. Bà mất câu cao. Câu lúc khi ông em nhỏ ba dặn đi câu nhiều và mấy năm rồi không đi. Anh thích gì không? Em mà em thì cũng thích lắm mà lâu không câu. Nè. Oh. Tôm. Tôm. Oh my god, so big. Tôm tích màu nắng nữa hả? Rồi. Còn giờ anh còn muốn đi chung với em lên chợ anh không? Rồi, ok. We're on the way to get oysters. This is 2 kilograms of oysters. Oh wow! Yeah. I'm gonna eat. So 2 kilograms. This is 120,000 dong, which is equivalent to about $6 or $7. It's crazy cheap. Right now, I'm back at my uncle's house, and it's crazy. I bought like so much stuff for like $45 plus like 10 beers for $3 and a bunch of quail legs. I'll show you guys that. Em ăn không nè? Cảm ơn. Muốn nè. Thêm wasabi không? Thêm muối. Đổi. First oyster. Đừng có hút, đừng có hút. Các hàng gì? Đây là tay, rồi. Đang bị liếm, chết rồi. No wasabi this time, I'm dead. Kumquat. What color are these? How orange they are. Like a dab of wasabi. Look. That's it. It's so spicy here. So here, we got some oyster with some quail legs on it, scallops with cheese,
Some kind of weird shrimp. Hey, ma. What? Can I play that? Bye. It's good. Sweet and salty. It's not shrimp though. Viên sáng nào viên sao hả? Không biết đấy. Nó bằng cái này nào, bằng nó. Đầu tiên. Ai cũng ăn được mà thôi. Đã con nhá. That's Mama Bear. Nướng chưa? Để nó nóng rồi để nó ươn to. Đẹp quá. Quân này sống đây. Mình đây để nè. Cay quá. Cô vô mở cửa. Để giờ nó đi. Ê. Ê. Mẹ đi đi. Sao chứ mà mẹ mày không dẫn? Nó ăn nó còn giấu nữa. Anh bầm nằm liếm à? Anh bầm nằm liếm liếm à? Dạ. Nó có cái tiền da. Nó có mẹ. Chứ sao thì nó quay. Nó có con này nó tươi ngon. Sống ra gì đấy. Trời ơi.